Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân Tộc Tây Bắc của mình. Hôm nay là mình đi chợ về mua được một ít ong anh em ạ. Thì đâu đắm rồi, ở chỗ mình thì cũng không có ong ấy. Mấy quả cà chám, quả chám đen nữa. Để ăn với ong. Hôm nay là tiện thể lâu lâu rồi anh em không ngồi với nhau. Thì mình có làm một bữa cơm xong mời anh em trong họ hàng mình đến để ngồi giao lưu với nhau mọi người ạ. Tiện thể mình quay một cái video để kỷ niệm và chia sẻ với mọi người bữa cơm gia đình mình ngày hôm nay nhé mọi người nhá. Đây, món cá chấm cỏ kho nha anh em nhá. Đây là khay đang gói cơm à. Có làm bế một tí mọi người ạ. Đây. Mẹ bà ngoại của Hằng thì đang om quả chám đen nhé mọi người. Tí để ăn với nhộng ong. Ong đổ sôi chưa? Sôi chưa Khai ơi? Sôi rồi. Ong chưa à? À, chắc nấu cơm chưa quá. Bếp củi nhà mình. Đây ong đây nhé mọi người nhé. Hôm nay đi chợ mua được ong ngon quá mọi người. Mua ma đi nọ. Ừ. Nhưng mà con nó dần rất khỏe, lúc đấy mang về mình để trong tủ lạnh nên là nó cũng ngủ một tí thôi. Nhưng mà con ong này nó lạ lắm mọi người, mang ra tủ lạnh được tầm khoảng một tiếng là vẫn đông đầy ngay. Kiểu dạng ngủ đông thôi đúng không? Dạng ngủ đông thôi. Đây chú Vinh đang làm món là măng chua xào với lòng anh em lợn nha mọi người. Còn đây luộc thịt à? Ta xem nồi kia này. Thịt lợn 7 năm đây này. À đây thịt lợn nhá, hôm nọ lấy trên chú Trung về. Thịt lợn 7 năm tuổi dai lắm mọi người, ai răng yếu thì gần như là không ăn được. Nhưng mà nấu khí một tí thì vẫn xây được tất chú Vinh nhờ. Mình có dài cũng được đúng không? Dài cũng chịu được hết. Đấy. Bia lợn à? Sáng nay mình có lấy một ít bia bò, không phải bia lợn, một ít thịt bò với cả dạ dày bò chứ không phải là sách. Đây là bọn này là đuộc chấm pịa nha mọi người nhá. Hai túi pịa to. Và bất tiện ăn nữa, làm cho ra ăn ta. Đây lá cây rừng vào cùng với cá kho à? Đây nắp à? Lót nồi. Lót nồi, à. Sợ nó dính nồi đúng không anh? Xong rồi, tạo mùi thơm nữa. Cho hai em mày ở với nhau. Tun. Tun. Đấy, em chip. Em chip. Mày hơi bị bật đấy nhờ. Đây này. Dòng này nước mắt hay chảy lắm ấy. Nhìn hấp dẫn phết anh nhờ. Thơm rất là ngon. Chín lên nè, sau cái đá này thơm đấy. Có nhiều nước quá không anh? Rồi, mình hấp. Cho cạn nước mới thôi đúng không? Đúng rồi. Nhập qua cái này không? Không ăn đâu. Không ăn á? À? Lúc nấu lên thôi. Lúc nấu lên ăn, nhưng mà lúc nấu chín mà ăn không? Nấu chín có. Này. Đây, Khai với chị Hiền đang hái rau cải non về làm canh nha mọi người nhá. Cái này gieo được 20 hôm nha nhỉ Khai nhỉ? Hôm mình đi mèo ấy, mấy hôm rồi. Nhờ. Chắc chưa được 20 hôm đâu. À. Thơm lắm. Thơm cái gì đây? Nhập. À, quả na. Quả na. Ở kia là Khay trồng hành. À.
xong là trồng thêm mấy rau bắp cải các thứ, không thấy cái nào rồi khai nhỉ. Con sen trần ăn hết rồi. Đấy, mấy luống toàn rau là rau thôi mọi người. Gieo dày phết đấy các nhà. Gieo dày để rau cải chip. Chị Hiền dạo này chạy xô phết đấy nhờ, dịch vụ đám cưới các loại đấy nhờ. Làm nộm mấy cả gà quay. Ai cần gì cứ alo cho chị Hiền vợ anh Dũng nha mọi người nhé. Tôm cua các loại. Đủ các món nhá. Tôm cua hến à? Không có món hến đâu chị nhỉ. Đấy thì dành cho tím khay thôi. Cà chua. Cà chua. Dàn cà chua của Nghiệp với Hằng này hay phết anh nhỉ. Nhiều quả chín rồi này. Đấy. Quả ương ương này, quả chín rồi này. Hôm nào kho với đậu sốt cà chua nhỉ. Đấy, đây. Đẹp quá mọi người. Sao? Cái gì đấy? Quả đột biến này. Quả gì đột biến? Đâu xem nào. Này. Gì có? Cái này. Đâu? Yeah. Nó thối. Ăn phí, không ăn nên thối mất rồi, phí quá. Cây này có chỗ thì gọi là cây mì chính nha mọi người. Có chỗ thì gọi là cây đu đủ ngọt. Trên mình thì gọi là cây đu đủ ngọt. Cây này phần đa là chỗ mình hay ăn sống, ăn rau sống, hay gọi là ăn trương ruộng đấy mọi người. Ra khỏi chỗ rồi này. Ấy, sắp bay rồi. Ấy. Ấy. Món kia chắc phải bỏ đửa ra, nhỏ đửa thôi, giờ sôi rồi. Món cá kho mới đang đổ sôi. Đây, Khai chuẩn bị hấp ong nhé mọi người nhá. Không, nó chưa đốt đâu. Con già nói gì? Đây này, hôm nay đi tìm được một tổ ong. Thấy đằng sau nó thôi, có thấy đằng trước gì đâu. Đây, đây. Nhưng mà... Ôi, cho nó đốt nghẻ tí đi, cho nghiệp tí đi, đốt, đốt nghiệp tí đi. Đó, thằng lên mẹ. Đó này á. Đó món. Nếu không biết đâu. Đâu vào trong cái chõ xôi này nhé mọi người. Không, chưa đốt được đâu, nó con này toàn là con non thôi. Thì... Đây. Đây đấy nhờ. Lính trắng lắm. Thò má hồi còn nữa hả? Ừ. Vừa kịp cái này luôn. Kịp cái chõ xôi này luôn. Khá nhiều đấy các nhà. Nhiều mà. Cái này chắc hơn một tủ. Đấy. Ông năm nay hiếm hơn mọi năm một tí. Nhưng mà đợt trước thì nhiều lắm. Ừ. Chỗ mình hầu như là rất ít nhà nuôi được mọi người. Không cần nướng nữa nọ. Ừ. Kịp luôn. Tí cho lá chuối vào nhà khai nhà. Không cần đâu. Không cần á? À? Ừ. Chưa không chín. Chín nhanh thôi mà. À. Cái này tí đã đợi cơm chín một tí đó. Xong mới cho đến bếp nha. Vừa khít. Quả tám đen nó chín rồi mọi người. Sủa nó mở ra. Đấy.
bật phá bờ luôn. Thử rồi. Ồ, tí bãi to thì cực ngon luôn khai ạ. Ui, món thịt luộc anh em ạ. Sắp chín. Đây bố với anh Tiền chú Vinh đang đấy đá chắt ngựa nha mọi người nhá. Lá cây vàng anh có chỗ thì gọi như thế nhưng mà trên mình thì gọi là phát ma thôi. Đây đặc biệt hôm nay là anh em mình có món này nha mọi người nhá. Món tảo ruộng nha mọi người. Rất là sạch luôn. Chị Loan đang rửa nhá, tí đã sẽ nộm ăn. Khá là sạch đấy nhỉ chị Loan nhỉ. Cái này là nộm ăn sống nhá, không phải nấu canh đâu loại này ấy, mọi người. Chín rồi à chú Vinh? Rồi cẩn thận bỏ cái nam phung kia ra không bỏng đấy. Rồi, lắm rồi. Mất hơn tiếng đồng hồ anh em ạ mới rửa xong được cái món rêu này. Nhưng mà rêu này nhìn rất là non. Đây, chị Hiền đang chuẩn bị gia vị để làm món rêu nộm nha anh em nhá. Đây ép để nước lá nó rơi xuống nha mọi người nhá. Nhìn mượt thế nhỉ chị Loan nhỉ. Đây. Đây chỉ để cắt rêu nha mọi người nhá. Thứ nhất để cắt nó nhỏ ra, thứ hai là để lọc rác nha mọi người. Nhưng mà cái này rêu này hình như sạch quá, không có rác nhỉ chị Loan nhỉ. Đấy. Không một lời chào hết. Lòng vò. Dài không nhỉ? Thử nhá. Này, ăn nóng hổi chấm chẩm chéo cái tịa này ăn không cũng ngon chú ạ. Lúc đói. Lúc làng đói giòn phết. Được 4 đĩa này được rồi nhỉ, thoải mái. Mỗi đĩa 1 cân. Đây thịt lợn già luộc nha anh em nhá. Đã chín nhưng mà da nó chỉ giòn thôi chứ không mềm được. Đây, món rêu đã nung xong này anh em này. Như nào nào? Gia vị thì cho như món tiết canh anh em ạ. Rau húng vịt với rau thơm, đá chanh các thứ. Quá là ngon, nó ngọt đấy. Đấy. Chín rồi anh em nhá. Ngon lắm. Thế nào? Được không? Ăn được không chú Vinh? Cái này mà không ăn được thì còn cái gì ăn được nữa. Đang bắt ong anh em nhá. Cô Loan vừa về. Đây, thức ăn đã ra đĩa nha anh em nhá. Đây là món thịt lợn luộc nhá. Đây là thịt bò với da dày của bò luộc để chấm nấm pịa. Đấy. Món rêu nữa. Đây, bắt đầu sắp cơm để ăn cơm tối nha anh em nhá. Có bát to như thế không? Ăn bát đấy không? Hôm nay là gia đình mình làm 4 mâm cơm anh em ạ. Còn bát to thì chạm đèn. Thì ăn cùng với nhộng ong nha anh em nhá. Đây, món rêu đây anh em. Rêu nộm này. Giờ 7 rưỡi 8 giờ tối anh em ạ. Khá là muộn rồi. Trẻ con kiếm ra cá mê đã quá. Tôi cảm ơn. Món cá kho. Rồi đi xem nào. Tránh nào, tránh nào. Hôm nay 4 mâm rồi, tha hồ rộng thanh thang em ạ.
gà luộc này, hấp này, cá kho, còn là rêu, tảo nha mọi người, tảo nộm ấy. Canh gạo cải, thịt lợn ngon nha mọi người. Đây là món ăn kiêng nổi tiếng Tây Bắc mình này, anh em này. Đấy. Trắng đen nha mọi người. Rất là đông vui anh em ạ. Hôm nay thiếu bác Khánh bảo không lên được, chắc là không được khỏe lắm anh em ạ. Mời anh em ăn cơm cùng gia đình mình nhá. Ôi đang chén thôi nhá. Các bác nhá. Đấy, hôm nay là mời lại anh em họp mặt với nhau thôi. Nhập nâng chén nhưng nhập ơi. Ăn cá luôn rồi anh em ạ. Rồi chúc anh em sức khỏe hết nhá. Chuẩn bị rót chén thứ hai anh em ạ. Này có rượu sữa à? Rượu trắng, rượu sữa. Ăn món rêu à chú Trung? Ăn đây đây. Ăn đây các bác ơi. Không chát đúng không? Ngọt đúng không? Ăn được. À. Tảo nộm. À quên đấy, đã đu đủ về ghém chứ nhở, cái này ấy. Món tảo ấy. Ông quả đúc lắc mình ở đâu nhỉ? Nào cũng say được.
Ăn thử thịt lợn già nào, nhưng mà hơi dai bác ạ. Bà Lín bà, đây mời anh em ăn thỏ nhá. Chốt 40,000 quá, bớt đã. Có lộp pin, không lấy đèn mèo là không kịp ăn. Mưa, có lộp pin kết quá. Các bác ăn ong đi, hôm nay em đi chợ ong nó ra ngoài đường nhiều lắm. Chào các em, buổi quay anh em ạ. Khen mua mừng cái máy mua nong đâu mà thiên môn này. Đấy, ăn ong phải kiểu này nhá mọi người nhá, ăn với chấm đen. Đấy. Chuẩn chỉ luôn chú ăn đây à? Chấm đen này chuẩn rồi anh ạ. À chuẩn luôn. Ông có chuẩn không? Quá chuẩn luôn. Mới tôi hơi nhộng bé một tí nhỉ. Bé này anh ngon. Bé ngon, không bé thì ngon. Cho ông chưa thấy nó rồi đấy, nó ở dưới chứ. À dưới à? Nong bất kỳ này các bạn, cái cái bún thòng, còn lại ý là cứ ăn rang mà ướt đẹp. Cái nhà cứ kín nó hay là kín nó lại. Quá ngon luôn. Bà cũng đang bái ong nha mọi người nhá. Ong thì thường thường là bái với quả chấm đen, xong là nếu mà có ý thì cho thêm một ít thịt cá nữa thì cực kỳ ngon luôn. Măng chua xào với lòng đấy, chua đây, xảy mũ vừa xả tươn đấy này, thấy kịt hơn đấy. Cũng ăn ngon luôn chung ạ. Xào có thể đổi lắm. Thật ra là ai cũng bái ăn kiểu này, ăn ong ấy mọi người, tức là trộn với quả chám đen với cả xôi các thứ đấy, ăn kiểu đấy. Đây anh Phong và chú Trung như thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh nhìn nó cao hơn.